Các bạn mua 3 sản phẩm là bao gồm là ủ kích trắng than hoạt tính nè, kem dưỡng trắng da body ban đêm, kem dưỡng trắng da body ban ngày. 3 sản phẩm này có giá là 1.470.000 và các bạn sẽ được tặng kèm theo là một sữa tắm trắng hàng ngày nha mọi người, tắm trắng tẩy tế bào chết hàng ngày luôn. Đó, và được free ship luôn nha mọi người. Còn các bạn mua một sản phẩm lẻ thì với giá là 490.000 nha. Đây. Của công ty Skin AEC nha mọi người. Skin AEC. Đây, một xíu nữa thì Nhi sẽ bôi ra để cho mọi người xem là cái độ bật tông như thế nào nha. Thì cái sản phẩm ủ kích trắng này thì Nhi đảm bảo với các bạn là khi mà các bạn sử dụng thì sẽ không bị châm chích nè, không bị vàng lông, không bị kích ứng. Nếu như mà bạn nào bị kích ứng thì công ty sẽ bồi từ thường tiền cho các bạn luôn là 100 triệu luôn nha mọi người. Cho nên là sản phẩm từ Hàn Quốc và được nhập khẩu về Việt Nam nha mọi người. Cho nên là rất là an toàn và hiệu quả luôn. Đây, Ni sẽ bôi xong thì Ni sẽ cho mọi người xem là cái độ trắng sáng và bật tông như thế nào nha mọi người. Đây, bôi không có hớt nữa, còn ở dưới đây nữa nè mọi người ơi, các bạn thấy không? Đây, hai tay của Ni có sự thay đổi rõ rệt luôn mọi người ơi. Các bạn thấy không, hai tay có sự thay đổi rõ rệt luôn. Khi đó Ni đảm bảo với các bạn là khi mà các bạn sử dụng một lần thôi là lên từ 2 đến 3 tông luôn nha mọi người. Những bạn nào mà da bị chai lì, bị đen, sạm á, nhất thì cũng có thể sử dụng, các bạn cũng có thể lên từ 2 đến 3 tông luôn nha. Và đảm bảo với các bạn là da như thế này là nó sẽ trắng luôn, không có bị đen trở lại nha mọi người. Nếu như các bạn kiên trì sử dụng kem để giữ màu da, khóa cái màu da của chúng ta lại thì sẽ không bị đen lại. Cho nên khi mà các bạn sử dụng cái bước đầu tiên là ủ kích trắng than hoạt tính á, thì bước tiếp theo là các bạn phải dưỡng da để khóa màu da của chúng ta lại, để da chúng ta không bị đen nha.